Pha đoạt lại bóng là của Lương Xuân Trường. Xuân Trường đã rất nỗ lực. Xuân Trường khoảng trống. Rất đẹp mắt. Tỷ số là 3-1 cho Hoàng Anh Gia Lai. Thêm một cú sút xa cực đẹp nữa của Lương Xuân Trường, đội trưởng của Hoàng Anh Gia Lai. Bàn thắng cũng không khác gì pha lập công mở tỷ số của Tuấn Anh trong hiệp 1. Cũng lại là một bàn thắng hết sức quan trọng trong bối cảnh Hoàng Anh Gia Lai đang gặp khó khăn về thế trận khi bị Khánh Hòa rút ngắn tỷ số. Và bây giờ Xuân Trường là người đã giúp Hoàng Anh Gia Lai tái lập lại cách biệt 2 bàn. Dứt điểm. Như vậy là đã có bàn thắng mở tỷ số dành cho cao thủ Hoàng Anh Gia Lai. Rất bất ngờ. Quá bất ngờ với cú sút vừa rồi của Lương Xuân Trường. Đây là bàn thắng thứ 3 của Lương Xuân Trường ở mùa giải năm nay. Và thật thú vị là đều ở trên sân khách. Một bàn thắng đã mang lại niềm vui rất lớn cho các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai, cho các cổ động viên Hoàng Anh Gia Lai đã lặn lội từ Gia Lai tới với Khánh Hòa. Bóng đi sệt, găm đúng vào góc xa và làm bó tay của Thành Tuấn Mạnh. Bóng đã đập vào cột dọc. Một cú dứt điểm rất quyết đoán của Lương Xuân Trường. Góc sút là động. Xuân Trường dứt điểm. Quá đẹp, quá đẳng cấp. Một đều cho Hoàng Anh Gia Lai. Và đó là câu trả lời của Xuân Trường. Không có cơ hội nào cho Đặng Văn Lâm cả. Quá đẳng cấp với pha dứt điểm vừa rồi của Xuân Trường. Bàn thắng đầu tiên của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai ở mùa giải năm nay. Và là bàn thắng đầu tiên của Xuân Trường sau 2 năm thi đấu ở Hàn Quốc. Niềm vui của các cổ động viên câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai và có lẽ là sự hài lòng của huấn luyện viên Park Hang-seo với cầu thủ trụ cột của mình. Không có cơ hội nào cho Văn Lâm cả. Cú sút đi quá nhanh và với Văn Lâm anh cũng đã phán đoán nhầm hướng dứt điểm của Xuân Trường. Hãy cùng chờ đợi quả đá phạt này của các cầu thủ Anh Gia Lai. Xuân Trường! 1-0 dành cho Anh Gia Lai! Đó là bàn thắng dành cho sự khẳng định của Lương Xuân Trường. Rất nhiều áp lực khi trở lại với V-League. Những vòng đấu vừa qua không thực sự tốt, nhưng anh đã có một pha kiến tạo giúp cho Văn Toàn lấy được điểm cho Anh Gia Lai trước câu lạc bộ Hà Nội. Và bây giờ là người trực tiếp ghi bàn từ quả đá phạt trực tiếp quen thuộc, sở trường của mình, mang về bàn thắng dẫn trước cho Anh Gia Lai trên sân Thanh Hóa. Đã giúp cho người ta có thể mường tượng ra cái cách mà Xuân Trường sẽ hạ gục thủ môn đối phương. Vẫn dáng chạy đấy là như vậy, vẫn cú một biết lòng như vậy và thủ môn Lương Bá Sơn không thể làm gì hơn. Tỷ số là 1-0 dành cho Anh Gia Lai. Người ghi bàn là Lương Xuân Trường. Một lần nữa sẽ là cơ hội dành cho Xuân Trường. Quá đẹp mắt. Quá đẹp mắt và quá hoàn hảo. Không có gì có thể chê được. 2-1 cho Anh Gia Lai. Cú đúp của Lương Xuân Trường cùng một góc sút phạt giống nhau. Cách thức thực hiện khác nhau nhưng kết quả là như một. Hai góc đá khác nhau nhưng kết quả là một. Đều là bàn thắng dành cho Anh Gia Lai. Lần thứ hai trong trận đấu này, hàng phòng ngự của Thanh Hóa bị đánh bại. Lần thứ hai Lương Bá Sơn phải vào lưới nhận bóng sau những quả đá phạt của Lương Xuân Trường. Tỷ số là 2-1. Những diễn biến kịch tính trên sân Thanh Hóa. Và hiệp 2 là một hiệp đấu rất sôi động. Xuân Trường! 1-0 dành cho Hoàng Gia Lai. Đội trưởng của Hoàng Gia Lai đã lên tiếng và giúp cho Kiev tỷ sắc, mang lại niềm vui cho các cổ viên phố núi. Tỷ số là 1-0 trước cả hai đối thủ mà ban lãnh đạo của Anh Gia Lai nói rằng họ cần phải vượt qua để chứng tỏ rằng mình có phải là ứng cử viên hay không, là SHB Đà Nẵng và Hà Nội, thì bàn thắng mở tỷ số đều đến từ những tiếng sút xa. 1-0 Lương Xuân Trường. Đó là pha lập công đầu tiên của trận đấu được rất nhiều người chờ đợi này. Chúng ta sẽ cùng xem lại một lần nữa tình huống sút xa của Lương Xuân Trường. Dứt điểm hóc để đánh bại thủ môn Bùi Tấn Trường. Đó cũng là cự ly mà Văn Toàn đã ghi bàn vào lưới của Tuấn Mạnh trên sân vận động Hòa Xuân.